Đây là bé thỏ Rabbit Hope mà bây giờ thì bé đang ở trên chỗ cái áo mưa, đang khám phá cái áo mưa đấy. Các bạn xem video trên kênh Kitten Melvin thì thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Melvin nhé. Đây là thỏ Rabbit Hope.